Chiều ngày 26 tháng 4, 2007, anh Đinh Văn Chương, 40 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Ngọc Ten, huyện Con Plong, Kon Tum, đến công an tỉnh Kon Tum trình báo việc bản thân phát hiện một bộ xương người trong khi đi làm rẫy. Theo anh Chương, chiều ngày 16 tháng 4, 2007, trong lúc đang phát rẫy của gia đình thì phát hiện bộ xương người ở sườn đồi. Nơi phát hiện bộ xương cách nhà anh khoảng 2 km. Mặc dù thời điểm phát hiện chỉ còn lại bộ xương, nhưng qua chiếc áo thun bọc bên ngoài, anh khẳng định bộ xương ấy là của cháu Đinh Văn Thơ, sinh năm 2004. Cháu Thơ chính là đứa con trai tội nghiệp của anh, đã mất tích trước đó đúng 7 tháng một ngày, ngày 29 tháng 7, 2006. Sau khi phát hiện bộ xương, anh Chương chết lặng, chỉ biết chạy thật nhanh về báo sự việc cho gia đình. Người thân sau đó cùng anh đến làm lễ, đưa bộ xương về chôn cất. Sau khi hoàn thành các thủ tục ma chay, anh Chương nghĩ lại, thấy nghi ngờ về cái chết bí ẩn của con trai, nên đã quyết định bắt xe lên công an tỉnh Kon Tum trình báo sự việc. Nhận được tin báo, công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khai quật bộ xương và khám nghiệm tử thi. Cơ quan điều tra thời kỳ đó nhận định đây là trường hợp ít gặp trong công tác điều tra, bởi tử thi chỉ còn là một bộ xương khô. Việc trưng cầu giám định khó xác định được các dấu vết còn lại trên cơ thể cũng như nguyên nhân tử vong. Thêm nữa, hiện trường số 1 của vụ án chắc chắn không phải nơi anh Chương phát hiện bộ xương, đó chỉ là hiện trường thứ hai, nơi hung thủ giấu xác nạn nhân. Tuy nhiên, đây là vụ án nghiêm trọng, nếu không tra ra hung thủ sẽ gây xôn xao dư luận và tạo nên nỗi đau khó nguôi cho gia đình nạn nhân. Chính vì thế, công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức lực lượng với các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm để tra án. Qua nhiều ngày kiên trì lên danh sách nghi vấn, tổ điều tra đã phát hiện ra chi tiết quan trọng. Đó là vào khoảng thời gian cháu Thơ mất tích, có một nam thanh niên người dân tộc Cơ Đông tên Akadot, 24 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Ngọc Tem, Con Plong, tập xe máy trên đoạn đường gần nhà nạn nhân. Cùng thời điểm, đối tượng này bị ngã xe, gây thương tích nhẹ ở cánh tay. Cơ quan chức năng lập tức triệu tập Akadot đến trụ sở làm việc. Thời điểm đó, Đót đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm chứng minh sự vô can của mình. Sau khi chồng bị công an triệu tập với nghi án có liên quan đến cái chết của cháu Thơ, thì ở nhà, vợ của Đót hùng hổ, ôm tức giận đến nhà anh Chương chửi bới, cho rằng gia đình anh vu khống cho Đót, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình nạ. Cơ quan công an tỉnh Kon Tum xuống địa bàn tìm hiểu về Đót thì phát hiện, kể từ sau khi xương cốt của cháu Thơ được tìm thấy, đó có nhiều biểu hiện không bình thường, hay lo lắng, âu sầu. Thêm nữa, vết thương ở cánh tay đó vẫn còn nguyên. Chính vì thế, công an đã quyết định mời đó đến làm việc thêm một lần nữa. Nhưng lần này, đó vẫn khẳng định mình không liên can đến cái chết của cháu Thơ và cho rằng mình đang bị oan. Tuy nhiên, trong lời khai của đó, cơ quan chức năng đã tìm ra điều mâu thuẫn. Theo đó, trong thời gian ngày 27 tháng 9, 2006, Đót có biểu hiện sinh hoạt bất thường, không nói rõ được hôm đó đã làm những việc gì. Qua đấu tranh mạnh mẽ, khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 5, 2007, Đót đã cúi đầu khai báo tội ác của mình. Đót khai, sau nhiều năm dành dụm, vợ chồng mua được một chiếc xe máy hiệu Honda để làm phương tiện đi lại. Khi mua xe mới, trong lòng Đót vui sướng, háo hức vô cùng. Chính vì thế, khi có xe, Đót đã mang ngay đi tập cho thành thạo, để sáng chở vợ đi làm, con đi học, và chiều chiều đi giao lưu với bạn bè. Sáng ngày 27 tháng 9, 2006, Đót đi xe ra đường liên thôn, thôn 2 đến thôn 3, xã Ngọc Tem, để tập xe. Đến khoảng 10 giờ, thì mua gạo về nhà nấu cơm, và mua thêm 2 chai rượu đế, với mục đích lai dai cùng vài người bạn gần nhà. Sau khi ăn cơm trưa, bạn nhậu đi ngủ, còn Đót thấy ngứa tay nên để dắt xe ra để đi tập lái. Khoảng 13 giờ cùng ngày, đường ít người qua lại, Đót chạy xe đến đoạn đường bê tông
thì rẽ sang đường đất. Khi đi cách nhà anh Đinh Văn Chương khoảng 50 mét thì gặp cháu Đinh Văn Thơ mặc áo thun màu trắng đục, không mặc quần, không mang dép và mũ, đang đi lững thững cùng chiều sát mép đường bên phải. Do trong người có men rượu, điều khiển xe không vững, lại đi trên đường đất nên Đót đã tông thẳng vào người cháu Thơ, khiến nạn nhân ngã gục xuống, tử vong tại chỗ. Phát hiện cháu Thơ chết, Đót hoảng sợ, vội giấu xe máy vào trong bụi cây gần đó. Tiếp đó, Đót bế cháu Thơ chạy băng qua triền đồi cách hiện trường khoảng 1 km, rồi vứt thi thể nạn nhân trong bụi cây rậm rạp để phi tang. Giấu thi thể nạn nhân xong, Đót quay lại hiện trường, thấy còn vết máu, sợ bị lộ nên đã lấy đất phủ lên rồi dắt xe máy về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, thấy áo chồng có vết máu, chị Y Hoa, vợ Đót gặng hỏi thì Đót nói bị ngã xe. Sau vài tiếng gây án, Đót không thấy gia đình ông Chương và làng xóm có phản ứng gì nên lo lắng, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, Đót dắt xe ra, phóng đến nhà anh Đinh Văn Chương, bố của cháu Thơ để dò hỏi. Thấy mọi chuyện vẫn bình thường nên đi về, yên tâm lên giường đánh một giấc dài. Về phần gia đình anh Chương, khoảng 17 giờ ngày hôm đó, không thấy con trai đâu nên hô hoán mọi người đi tìm. Cùng thời điểm, người nhà anh Chương có đến nhà hỏi thì Đót nói không thấy cháu Thơ đâu. Khi thấy hàng xóm đổ xô đi tìm cháu bé thì Đót trốn biệt tâm trong nhà. Những tưởng tội ác đã được giấu giếm kỹ lưỡng sẽ không ai phát hiện ra, nhưng Đót không thể ngờ được, sau 7 tháng, bộ xương khô đã quay trở về tố tội kẻ sát nhân, khiến hắn phải đền tội trước ánh sáng công lý.